Nguyên Khôi xin kính chào Thái Ngô, quý khán thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là chương trình Bình An và Thịnh Vượng với cô Loan Nguyễn. Cô Loan Nguyễn là Financial Broker, tức là một chuyên gia về tài chính, CEO của công ty Amy Finance Solution. Một người làm việc rất là giỏi, tận tâm và nhiều kinh nghiệm đến phục vụ quý đồng hương về vấn đề tài chính. Quý vị muốn liên hệ với cô Loan Nguyễn xin nhớ số điện thoại là 408-912-6368. 408-912-6368. Đặc biệt là những quý vị nào muốn roll over tiền 401k của mình khi mà mình bị lay off, hoặc là mình có job mới và tiền 401k còn trong hàng cũ, hay là tiền để dành trong saving để xây dựng một quỹ về tài chính riêng tư của mình, của mình mà thôi, hoặc private pension. Đây là một chương trình hưu trí an toàn cho đến suốt đời của quý vị. Đến lúc mà chúng ta về hưu thì chúng ta không có đi làm nữa, nguồn tiền nữa, nhưng mà mình vẫn phải xài như thường, mình vẫn phải chi dụng như thường. Và nếu mà không có tiền thì rất là khốn khổ. Cho nên nếu mà mình biết cách, mình khi mà mình còn có thể làm được, mình sắp xếp trước, mình chuẩn bị trước, thì chúng ta sẽ cảm thấy cái đời sống chúng ta được an toàn hơn. Và người mà giúp cho chúng ta làm công việc đó là những chuyên viên về vấn đề tài chính có license như cô Loan Nguyễn đây. Số điện thoại là 408-912-6368. Chúng tôi biết là cô Loan Nguyễn có những chương trình có thể có bonus cao, đặc biệt là chương trình Pension 3-in-1 có income, hưu trí trọn đời, xin lỗi, hưu trí trọn đời nha quý vị, không đi làm nữa, hưu trí rồi nhưng mà vẫn có lương, vẫn có cái income, double income. Hoặc là quý vị bị disability thì cũng có những chương trình double income. Lúc đó mình disability tức là mình không có khả năng làm việc, không tự lo mình cho mình được nữa, mình cần một người khác giúp mình, tức là cần hai người đi làm việc. Đúng cho rồi. Một người thì lúc đó chúng ta có chương trình double income như thế nào. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng muốn biết chắc chắn là khi mà mình ra đi thì người còn lại, những người thừa kế có được một cái ngân khoản để bảo đảm đời sống của họ. Vợ đi, chồng còn lại thì như thế nào? Chồng đi, vợ còn lại thì như thế nào? Con cái làm sao? Thì thưa quý vị, tất cả những câu hỏi đó, một nơi để quý vị hỏi, 408-912-6368 là cô Loan Nguyễn. Chúng tôi mời quý vị theo dõi buổi nói chuyện ngày hôm nay. Xin được chào cô Loan Nguyễn. Dạ, em kính chào anh Nguyên Khôi. Và Loan Nguyễn xin kính lời gửi lời thăm sức khỏe đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Bình An và Thịnh Vượng mà hai anh em Nguyên Khôi và Loan Nguyễn đang trình bày đến quý vị đây. Vâng, thưa quý vị, có lẽ trong thời gian này thì quý vị nghe nhiều về cái tình hình kinh tế, hoặc là tình hình về cái sự ổn định tài chính, cũng như về vấn đề hòa bình trên thế giới làm chúng ta lo ngại, chiến tranh nơi này nơi kia, bên Trung Đông, bên Ukraine, rồi bên ông Trung Quốc cứ lầm lèm Đài Loan hoài. Mà chiến tranh mà xảy ra một cái là tất cả mọi chuyện nó khủng hoảng, nó ảnh hưởng dây chuyền. Rồi cứ tin vào những hãng về vấn đề high tech đó. Và đặc biệt là chúng ta ở Bay Area này thì chúng ta có rất nhiều người làm việc cho các công ty high tech là Apple, Tesla, vân vân, Google. Lương thì cao đó, nhưng mà lúc này nó bị khủng hoảng, cho nên có những cái tin không tốt cho thị trường tài chính, cũng như là những cái hãng xưởng đó họ cho lay off nhiều. Thì cô Loan Nguyễn có thể cho quý khán giả của chúng tôi biết về cái thị trường đó lúc này nó biến chuyển làm sao không? Dạ, dạ. Thì anh Nguyên Khôi có cái sự lo lắng đó, thì Loan cũng vậy, Loan thấy cũng lo lắng, là tại vì khi các anh chị cô chú gọi vào đó thì cũng có một cái sự lo lắng, nói chuyện qua phone cũng buồn. Nói là Loan ơi, bây giờ bị lay off rồi. Đó thì đương nhiên rồi, thì trên tin tức thì quý vị cũng thấy là những cái hãng lớn như Apple hay là Tesla, Google và những cái hãng high tech khác đang chuẩn bị có một cái mass layoff, gọi là skyrocketing luôn á. Wow. Và nó sẽ lên trong từ đây đến cuối năm, thì đó là một cái sự tiên đoán trước, và họ cũng nói là họ muốn cắt cái cost. Đó thì Loan làm việc trong cái vấn đề về tài chính thì luôn luôn được cập nhật những cái information từ Federal Reserve, tức là có những cái tin tức mới nhất để mà thông báo cho những người lo về tài chính, thì mình mới giúp được quý vị đồng hương của mình. Thì Loan có cái bản báo cáo của Bloomberg, cái nguồn của Harvard, Bloomberg của Federal Reserve, thì đã thông báo cho mình trước. Thì thường á, giống như cái vị
có cái chương trình trên TV về dự báo thời tiết, thì những cái người chuyên nghiệp về dự báo họ có những cái dự báo tài chính, dạ họ dự báo về thời tiết đó, thì bên tài chính cũng vậy, thì Federal Reserve họ luôn luôn để coi trước những cái tình hình trước một năm, thì luôn luôn có báo động trước là một năm mình sẽ biết là năm tới mình sẽ bị ảnh hưởng như thế nào, thì đó là cái bản báo cáo gọi là recession picking, có nghĩa là cho mình biết cái probability, tức là cái chance sẽ bị đi vào cái khủng hoảng kinh tế, nó gọi là recession của năm 2024. Thì trong cái bản mà Lan đang có cái report đây, thì Bloomberg ở Federal Reserve đã cho mình biết là năm 2001 và 2008 là nước Mỹ đã trải qua cái thời kỳ khủng hoảng kinh tế trầm trọng, nhất là năm 2008 là nhà cửa là bị foreclose rất là nhiều và nhiều người đã bị tán gia bại sản. Thì từ đó chính phủ mới lập ra nhiều chương trình để mà bảo vệ về tài chính. Thì Federal Reserve đã cho mình biết báo động trước, thì những người biết trước là những người như Loan làm về tài chính, những người broker, thì năm 2024 đây đã có cái sự báo động, cái mức báo động đó nó ngang bằng với cái mức báo động của 2001 và 2008. Thì quý vị nên cẩn thận là nếu mà mình đang có những cái vấn đề đầu tư mà aggressive, mình đã thành công rất là nhiều về vấn đề stock, mình rất là tự tin mình làm, mình thành công rất nhiều, thì quý vị nên biết là quý vị phải làm gì, tại vì bây giờ là tiền của mình lên rất cao rồi. Khi mà tiền của mình lên rất cao mà lại đang tình hình của Federal Reserve báo cáo là sắp có bão, thì quý vị biết là mình phải làm gì. Mình lo trên bão rồi. Mình phải lấy một ít tiền ra, tức là cái số phần lớn để mà bỏ vào nơi an toàn để bảo vệ cho gia đình của mình. Đó, thì quý vị cần gặp những cái người gọi là có kinh nghiệm, gọi là financial broker, thì Loan có thể giúp cho quý vị để mà mình chuyển những cái số tiền đó vào nơi an toàn. Đó là cái chương trình Private Pension Annuity, để mà quý vị sẽ hiểu được là tiền của mình sẽ được kéo dài đến suốt một đời, không đi làm nhưng vẫn lãnh tiền như đi làm. Và even quý vị sống ra qua 100 tuổi, thì nếu mà mình chưa sống qua 100 tuổi thì tiền đó để vào cho vợ của mình, tức là người hôn phối được lãnh tiếp. Và nếu mà người ta hỏi, nếu mà người vợ lãnh một thời gian rồi người vợ qua đời thì tiền còn lại sẽ đi đâu, thì trong cái hồ sơ đều ghi rõ là nếu người thứ nhì mà qua đời, lãnh một thời gian rồi qua đời, thì sẽ thừa kế hết cho các con hay là những người thân yêu của mình. Thì là tiền nó không có bị hụt đi đâu hết. Đó, nhưng mà cái điều quan trọng là tiền sanh ra tiền, để mà mình không có bị lo lắng. Tại vì khi mà quý vị vào cái chương trình nào mà quý vị thấy là đề retirement, thì Loan nhắc quý vị là phải đi vào chương trình lifetime, đang nhấn mạnh chữ lifetime là chương trình có tiền lương trọn đời. Một số người quen của Loan, giống như người hàng xóm của Loan đi, thì không có biết được vào cái chương trình lifetime income, nên nhiêu là xài bao nhiêu. Ví dụ như 100.000 thì cứ lấy từ 100.000 đó ra xài. Dùng thì quý vị nghĩ 100.000 được bao nhiêu? Là khoảng mình lấy 10 năm, 10.000 một năm đi, lấy thật ít đi, thì 10 năm là hết rồi. Thì hết rồi, thì em đã nói hết rồi, giờ không biết làm sao. Thì bây giờ tính cách khác, thì mình phải nghĩ coi là có, tức là cái đời sống của mình nó sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Mình phải đi kiếm cái việc part time, bán thời gian để đi làm khi tuổi còn lớn, khi đã lớn rồi, hoặc là mình phải nhờ vào tiền con cái hay những vấn đề khác, thì nó làm cho cái lifestyle của mình nó thay đổi. Thành ra đừng bao giờ mình để cái tiền nó cạn kiệt mà mình có một cái sự lo sợ. Phải vào chương trình lifetime income, chương trình nào mà gọi là retirement là phải đi với lifetime income, và phải có cho mình cái chương trình có bảo vệ lỡ mình disable nha quý vị nha. Vâng, quý vị đang nghe cô Loan Nguyễn nói chuyện với chúng ta, và nếu mà quý vị muốn liên lạc với cô Loan Nguyễn hỏi thăm về những chương trình pension khác nhau đó, thì quý vị gọi cho cô Loan Nguyễn số điện thoại là 408-912-6368, 408-912-6368. Vừa rồi thì mình nói mình có một cái nhìn chung về cái hoàn cảnh kinh tế của đất nước Hoa Kỳ này, cũng như là chung chung của mọi người. Bây giờ có cái trường hợp đó, một cái cụ thể cô Loan trình bày về những cái chương trình pension như thế nào, đó lợi ích như thế nào cho
cho quỹ Đồng Hương, một cái trường hợp cụ thể có thể trình bày không? Dạ, dạ, Lan có những cái rất là nhiều khách hàng để mà đến và nhờ Loan, thì sau khi giúp xong thì quý vị các anh chị rất là happy, tại vì vừa được tiền lương suốt đời, thì thí dụ như 200 ngàn thì khi mà lãnh đến suốt đời thì nó thành 400 ngàn, thì còn gì bằng, tại vì nó có những cái đặc biệt trong chương trình để mà mới có tiền kéo được suốt đời. Đó thì Loan có một cái case là có những anh chị hỏi là nghe nói có những cái chương trình mới để vào thì được 40%, thì có phải như vậy không? Thì cái chương trình nào mà có 40% á, thì thí dụ như quý vị là có bonus gì đó, bonus thí dụ như quý vị có 100 ngàn thì bonus nó thành 140 ngàn nha. Nhưng mà cái này mình không được động tới. Dạ, nó không được động tới, và mình phải để bao nhiêu năm đó theo cái quy luật của chương trình đó. Thì cái đó nó không có đáp ứng được vào cái chương trình mà mình muốn lấy liền. Tại vì khi mà mình vào chương trình hưu trí thì mình muốn là 5 năm sau, hoặc là 2 năm sau, hoặc là tháng sau mình lấy. Khi mình cần. Khi mình cần. Là chứ mình khi nó xảy đến mình đâu biết trước được, phải không? Dạ, dạ. Đó. Thì Lan có đưa cho quý vị một cái case. Thì chị đây là chị 60 tuổi. Dạ. Thì chị có 500 ngàn đô. Thì Lan giúp cho chị. Chị nói là tiền bên ngoài chị có sẵn rồi. Năm 65 tuổi chị mới cần lấy. Thì năm 65 tuổi chương trình này rất là tốt. Chị lấy được là 64.000 một năm, 64.500 đồng một năm. Và nếu mà chị, tức là khoảng 5.500 một tháng đấy. Dạ, đó, nên là mình muốn lấy hàng năm cũng được. Dạ. Lấy 12 tháng cũng được. Dạ. Lấy 2 lần một năm cũng được, tùy theo mình thích. Thì một năm chị sẽ lấy là 64.500 một năm và đến suốt đời luôn. Và cái câu hỏi chị rất là cần, chị nói Loan ơi, nếu mà chị bị disability, tức là bị ngồi một chỗ đó, disable, không có những cái động tác sinh hoạt hàng ngày, ăn uống, tắm rửa, đại tiện, tiểu tiện, di chuyển, tự mình không lo được cho mình, vô restroom được, không lo được, phải có người bưng bê lên, tại vì nhiều khi người chồng hay người vợ đâu có ở nhà suốt ngày. Đó, thì phải có người đến chăm sóc. Thì cái tiền đó chị sẽ được 128.000. Wow, 7, double luôn. Double, tức là 64.500 đó, thì chị sẽ được nhân double. Và chị nói nếu mà năm đó lỡ qua đời, trúc mà nó mạnh quá, nó nặng quá qua đời, thì sẽ lãnh được 1.022.000 nha quý vị nha. Đó, mình bỏ vào là cái tiền của mình hưu trí là 500 ngàn, bỏ vào lúc mình 60 tuổi. Dạ. Và mình bắt đầu lãnh tiền ra là 65 tuổi đó. Dạ, này, dạ. Và cái tiền đó mình sẽ lãnh suốt đời luôn á. Dạ, lãnh suốt đời. Và nếu mà mình bị disable đó, thì mình sẽ được double income. Double. Dạ, dạ. Dạ. Và nếu mà mình qua đời đó, thì cái tiền đó, tiền tử có luôn. Tiền tử có luôn, và cái tiền tử đó là hơn 1 triệu đồng. Dạ, 1.022.000. Wow. Dạ. Thì chị mới nói là Loan ơi, nếu mà mình không sống tới 100 hoặc là trên 100 thì coi giùm chị ở năm 95 tuổi, tức nghĩa là 30 năm sau. Nghe là năm 65 tuổi đến 95 là 30 năm. Đúng rồi. Thì 30 năm chị lãnh được bao nhiêu hả Loan? Thì không cần chị sống thọ 100 tuổi, thì năm 95 tuổi chị sẽ lãnh mỗi năm đó, thì nó cứ accumulate là chị sẽ được 1.900.000. Wow. 1.930.748. Đó, tức là cái này là đi suốt đời cho chị. Dạ, thành ra quý vị thấy, nếu mà mình không biết được, không nghe được chương trình của hai anh em đang nói đây, mà quý vị cứ để 500.000 đó, quý vị sẽ mãi là 500.000. Mình cứ nhúc nhích theo cái stock, mình nói tôi biết chơi, nhưng đừng bao giờ cái tuổi lớn, tuổi già đừng bao giờ risky mà đi với stock. Thì nếu mà quý vị không đi với stock, quý vị cứ giữ 500 đó, thì quý vị cứ rút từ từ, thì quý vị rút 10 năm là nó hết. 50.000 thì 10 năm quý vị có phải nửa triệu là hết không? Đúng thì rồi. Làm gì đến năm 95 mà mình có 1.900.000, 1.900.000. Thành ra nếu mà không khéo léo, không có cập nhật được những cái tin tức, tức là có những quý vị hỏi Loan ơi, mình chưa có được nghe những chương trình này, thì quý vị biết là mình chưa nghe, chứ không phải là nó không có. Dạ, thí dụ như có những quý vị lái những cái chiếc xe bình thường như Toyota, đó, nhưng mà hiện giờ đó ở Mỹ nhà nào cũng gần như có chiếc Tesla hết, vì chiếc Tesla nó bao gồm hết, nào là khỏi phải đổ xăng hay là maintain nhớt hay cái gì đó. Nhưng mà những người ở nơi khác, ở những cái quốc gia khác, họ chưa từng nghe thấy. Đó, thì có những chương trình mình chưa biết, chứ không phải là nó không có. Dạ, thì khi mà quý vị đón nghe chương trình của hai anh em, anh Nguyên Khôi với Loan nói đây, thì đây là những cái chương trình rất là tốt của nước Mỹ. Chỉ có nước Mỹ mới có những chương trình này. Thì quý vị liên lạc với Loan,
để Loan trình bày ha. Rồi còn nếu mà mình đi vào những cái công ty mà nói là về có 40% thôi đó, thì cũng cái trường hợp này là chị này 60 tuổi, thì ở 65 tuổi chị chỉ lãnh được 49.000 thôi. Thì cái công ty hồi nãy Loan có nói anh đó là ở 65 tuổi chị lấy 65.000, còn công ty khác 65 tuổi chị lấy 49.000. Thì 49.000 này nó là của cái công ty mà cho 40% đó. Thành ra quý vị phải cẩn thận, phải, phải gọi là consultant, gặp những cái mình Loan đưa những cái sự gọi là cố vấn cho quý vị để mà quý vị thấy rõ trước khi mà mình quyết định. Dạ, chứ không phải là cứ bonus 40% là nó chương trình the best cho mình. 4089126368, 4089126368 là số điện thoại của cô Lan Nguyễn. Rồi trường hợp tiền hưu trí nhiều mà mình muốn trả ít thuế thôi, thì không biết là cô Loan có cách nào giúp cho chúng tôi có tiền nhiều mà tiền thuế thì nhẹ. Dạ, thì có một số anh chị cũng hỏi câu này, thì nó cũng thấy thương anh chị lắm. Nói Loan ơi, mình làm cả đời thì số tiền anh chị thì cũng khoảng có những anh chị 1 triệu đô, có anh chị là 2 triệu đô nhiều lắm khi người ta đi qua Mỹ từ năm 1975 đó. Dạ, thì chị nói nếu mà tiền hưu trí của mình cao quá mà mình xài không hết mà bắt buộc phải lấy đó, thì mình sẽ bị trả thuế nhiều thì làm sao hả Loan? Thì quý vị yên tâm nha. Thì quý vị nhớ nè, khi quý vị ở Mỹ thì mình tuổi 65 mình được lãnh cái tiền gọi là Social Security khi mình muốn lãnh đó. Thì thí dụ 67 mình lãnh thì tiền nó cao hơn. Đó, thì cái tiền Social Security đó quý vị đừng quên là mình có cái phần đó. Và cái nhiều khi những anh chị cũng có nhà cho thuê nữa, thì cái income của mình nó sẽ cao hơn. Thì trong những cái phần mà trong cái private pension này đều không bắt quý vị lấy maximum. Quý vị lấy ít đi lại. Mình lúc đó mình sẽ liên lạc với người thuế, Loan hướng dẫn quý vị liên lạc với người làm thuế của mình để xét cái mức lương của mình khoảng 20% thuế thôi hoặc là 15 thôi, thì cái tiền thừa còn lại sẽ là bao nhiêu để rút từ chương trình private pension. Thành ra quý vị sẽ trả ít thuế. Cái chính á là làm sao mình có tiền để mà mình lấy ra mình dùng, chứ còn mình không có tiền thì làm sao mà mình lấy ít lấy nhiều được. Thành ra quý vị yên tâm, nếu mà mình có số tiền nhiều, mình có thể adjust để mình lấy ít lại, mình không phải trả thuế cao, và cái rate thuế của mình nó thấp hơn, phải không? Rate thuế lúc đó thấp. Còn mà những điều này là hoàn toàn hợp pháp, phải không ạ? Tức là đều hợp pháp hết. Tại vì chính phủ không có bắt mình lấy maximum. Chính phủ kêu mình lấy là AMD, có nghĩa là minimum. Chữ AMD có viết tắt chữ require minimum distribution. Thành ra mình được quyền lấy ít. Và lấy ít thì mình đóng thuế ít thôi. Lấy ít thì đóng thuế ít. Tức là một cách mình giảm tiền thuế của mình, một cách rất là hợp pháp, và lập về lâu dài nó có lợi cho mình. Đó. Tại vì tiền này mình càng lấy ít, mình lấy vừa thôi, thì cái tiền gọi lại còn trong kho của mình đó. Nó cứ dồn vào thì nó mới kéo ra tới 100 tuổi. Rất là hay. Có nhiều điều mà thưa quý vị, chúng tôi làm việc truyền thông nhiều khi mình không có để ý nhiều, mình cũng không biết đâu về vấn đề tránh, mặc dù mình có tìm hiểu chỗ này chỗ kia, nhưng mà nói gì thì nói vẫn không có cái chuyên môn như những người như cô Loan Nguyễn đây để giúp cho mình. Thì nhiều khi mình có những cái sơ sót mà quyết định của mình nó không đúng thì cái thiệt hại mình gánh chịu thôi. Thưa quý vị, để tránh những cái trường hợp đó xảy ra cho mình, và nhất là để làm sao mình có một cuộc sống bình an và thịnh vượng để không phải lo lắng khi chúng ta về hưu, số điện thoại để quý vị gọi cho cô Loan Nguyễn là 4089126368 là số điện thoại quý vị cần ghi xuống và rồi make a decision gọi cho cô Loan Nguyễn một lần. Cô Loan Nguyễn sẽ giải thích cho quý vị một cách tường tận, một cách rõ ràng rồi quyết định ở quý vị làm sao để có lợi cho quý vị, làm sao để chúng ta có một cuộc sống bình an và thịnh vượng. 4089126368. Còn một phút cuối chương trình, không biết cô Loan có điều gì muốn nhắc nhở với quý đồng hương không? Dạ, thì Loan cũng nhắc là cái chương trình Private Pension này thì Loan giúp được với tất cả, cho tất cả quý vị trên 50 tiểu bang. Nên quý vị đừng có ngần ngại, nhiều khi những cái tiểu bang xa ít người Việt đó, tuyết rơi hay là vắng người Việt đó, nhiều người không có biết. Nhưng mà nhiều khi quay coi được những chương trình của hai anh em đang nói chuyện đây đó, thì Loan giúp được rất nhiều của những anh chị ở vùng xa.
xa, không có ai giải thích tiếng Việt đúng hết. Đó, thành ra quý anh chị, quý cô chú nghe được chương trình này ở những tiểu bang xa, cứ đừng có ngần ngại gọi cho Loan, thì Loan sẽ hướng dẫn quý vị đi những cái bước như thế nào để mà được vào những cái chương trình tốt nhất, để mình có thêm một cái sự yên tâm về tài chánh suốt đời là cái điều quan trọng nhất, và có tiền lo luôn cái vấn đề lỡ bị disabled. Đó là nhiều khi lớn tuổi rồi, con cái ở những cái tiểu bang khác xa nó đâu có về đâu, đúng rồi. Thì tiền ở đâu ra? Thì mình phải có những chương trình này. Thành ra những người nhiều khi không biết, nhưng mà nghe được mới thấy wow, có những cái chương trình tốt quá. Như anh nói đó, là chuyên môn của anh thì anh biết, nhưng mà bên ngoài thì mình không biết có những cái hay. Thì quý vị cứ gọi cho Loan cái số phone này trên màn hình đó, là 408-912-6368 nha. Thì Loan sẽ hướng dẫn quý vị chi tiết. Loan xin kính chào anh Nguyên Khôi và xin kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một ngày thật bình an và thật nhiều sức khỏe. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.